Em ơi, anh mới được thưởng KPI tháng này. Anh đừng có nói chuyện với em, đừng có hỏi em. Em tới tháng chưa hết á. What? Ok. Ủa mày nè, anh có đang đói bụng không? Anh không có đói. Anh nói lại em nghe xem. Anh đói rồi. Anh có thể được đói. Nani? Anh đói rồi, anh đói đến khó chịu trong người luôn á. Và anh có muốn ăn cái gì không? Anh muốn ăn bánh mì. Nói cái gì vậy? Vậy thôi, ăn hủ tiếu ha. Anh đang nói cái gì vậy? Anh muốn ăn lẩu có được không kìa? Ừ thì cũng được đó. Vậy mình đi ha. Mấy nay tâm trạng của em anh thấy nó không có được tốt á, nên anh mời em đi ăn giải stress. Ai không được tốt? Em. Anh nói cho em nghe xem thêm một lần nữa với. Không, mấy nay tâm trạng của em nó không có được tốt nên em đi ăn lẩu với anh có được không? Cũng làm được. Thì miễn cưỡng đi thôi. Mày giờ có đi không? Thôi vậy đi. Thì đi.